Không chỉ bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An, những kẻ gian lừa đảo với chiêu trò con cấp cứu tại bệnh viện đã xuất hiện ở Gia Lai và một số tỉnh thành khác tại khu vực phía Bắc. Nhiều đối tượng mạo danh giáo viên gọi điện thoại cho phụ huynh thông báo có con bị tai nạn đang cấp cứu, yêu cầu phải chuyển khoản gấp, đóng viện phí. Trong số đó có cuộc lừa đảo mà đối tượng đi lừa gặp phải phụ huynh là giáo viên của một trường học. Theo đó, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết xuất hiện tình trạng Mạo danh giáo viên gọi điện cho phụ huynh thông báo con em bị tai nạn đang cấp cứu và đề nghị chuyển tiền đóng viện phí. Trong đó ngày 9 tháng 3, một giáo viên Ngữ văn trong trường, đồng thời cũng là phụ huynh của học sinh lớp 11, nhận được cuộc gọi thông báo em học sinh này bị ngã cầu thang, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện và đồng thời đối tượng yêu cầu cần chuyển gấp 20 triệu đồng để đóng viện phí. Có một đối tượng tự xưng là Long, giáo viên dạy thể dục trường trung học phổ thông Phan Bội Châu là người đưa em học sinh này đi viện thấy nghi vấn nên giáo viên này đã hỏi lại thông tin. Đối tượng lừa đảo nhận thấy sơ hở nên đã cúp máy. Vì đã đọc được thông tin lừa đảo này trên báo chí, giáo viên này sớm biết đây là cuộc điện thoại lừa đảo nên đã báo cáo vụ việc cho ban giám hiệu nhà trường. Ngoài vụ việc trên, trường Trung học phổ thông Phan Bộ Châu cho biết những ngày qua còn xuất hiện thêm 4 vụ việc lừa đảo chuyển tiền cấp cứu. May mắn các vụ lừa đảo này đều bị nhà trường cảnh giác nên chưa ai bị thiệt hại.